Desert Eagle VIP Inferno nâng tầm đẳng cấp. Huyền thoại Desert Eagle là một phần không thể thiếu của những tựa game bắn súng từ trước đến nay. Crossfire Legend cũng vậy. DE đã có nhiều phiên bản, từ Classic, Jasmine cho đến Thunder hoặc là Bone Beast. Tuy nhiên, sự xuất hiện của phiên bản VIP Inferno vẫn sẽ khiến cho người chơi cảm thấy mới mẻ với uy lực cực mạnh và chất đến từng viên đạn. Giống như Bone Beast, phiên bản VIP Inferno cũng sở hữu kỹ năng cận chiến đặc biệt. Tuy nhiên, thay vì tách ra thành một vũ khí trái tay, thì VIP Inferno lại có hẳn một lưỡi dao bên dưới nòng súng. Chính vì vậy, khi delay vũ khí hoặc tấn công đặc biệt sẽ chậm hơn một chút, nhưng nó thật sự không đáng kể. Cùng đến với ưu đãi mà DE VIP Inferno mang lại cho chủ nhân của nó: tăng đạn vũ khí phụ, đổi vũ khí nhanh, cận chiến đặc biệt, tăng ESP và GP cho người chơi và người cùng chơi, kích hoạt thuộc tính Inferno nếu sở hữu đủ bộ vũ khí. Khi đặt lên bàn cân so sánh giữa DE VIP Inferno và DE Bone Beast, tốc độ rút vũ khí: DE Bone Beast nhanh hơn. Tốc độ thay đạn: DE VIP Inferno nhanh hơn. Tốc độ bắn ở mốc 11 viên: DE VIP Inferno nhanh hơn. Và tốc độ tấn công đặc biệt: DE Bone Beast nhanh hơn. Điểm đặc biệt hơn nữa ở DE VIP Inferno đó chính là tính năng ném lựu đạn khi hết đạn. Khi xạ thủ bắn hết đạn, thay vì thay đạn, DE VIP Inferno vẫn có thể gây ra sát thương cho đối phương bằng một quả lựu đạn được ném ra, rất tiện dụng cho việc giáp chiến. Với những tính năng kể trên, DE VIP Inferno xứng đáng có mặt trong kho đồ của các xạ thủ, đặc biệt là những tay sniper khi mà chiến trường Crossfire Legend ngày một khốc liệt. Hãy để lại bình luận bên dưới video, đăng ký kênh và cùng theo dõi những video review sắp tới. Crossfire Legend nhắm căng bắn thẳng sang thẳng đối phương.